hậu Kiên Giang các bạn. Nơi đây thì có rất nhiều chiếc tàu sẽ về đây đậu dịp Tết các bạn. Giờ tới ngày xuất hành thì tàu sẽ bắt đầu khởi động đi ra khơi để đánh cá các bạn. Hiện tại thì mấy chiếc tàu sẽ khởi động đi và đi qua cái chỗ này. Chỗ này thì ngay cái ngã ba chỗ Tắc Cậu các bạn. Nơi đây thì có cái cua. Thì mấy chiếc tàu sẽ di chuyển tới đây và giảm tốc độ để qua cua các bạn. Hôm nay là ngày mùng 8 Tết rồi các bạn, nên mấy bữa trước thì tàu cũng đi rất là nhiều rồi. Hôm nay thì thấy số lượng đi cũng giảm lại. Có ngày mai mùng 9 chắc những chiếc tàu sẽ ra khơi rất là đông. Tại vì chiếc tàu này đang qua cua. Chiếc tàu này đang đi tới mà chiếc tàu kia đang lui ra gì các bạn. Chỗ cái cua nha các bạn. Hiện tại thì chiếc tàu này chiếc tàu cái nha. Mấy anh người phụ rất là đông trên chiếc tàu cái này các bạn. Chiếc tàu được chở rất là thẩm, chở nước đá rất là nhiều các bạn. Nhưng mà chiếc tàu này thì chở tầm 3.000 tới trên 3.000 cây nước đá các bạn. Những chiếc tàu này tầm 10 hầm ha. Wow, phía trước có chiếc tàu quay ngang các bạn. Và cái cua này nước nó cũng bê lắm nè, mấy anh đang thả từ từ qua. Đây là chiếc tàu KG 91225TS cũng đang đi ngang cái ngã ba các bạn. Tàu này chưa có đi ra khơi nè, tới chạy ngang để chắc đi lấy đồ các bạn. Chiếc ghe ha, cũng sững lại rồi nè. Mấy chiếc này cũng đang giảm tốc độ các bạn. Cũng quay đầu luôn rồi nè. Gói ven hết trơn các bạn ơi, hai chiếc quay ngang hết trơn nè. Một chiếc thì quay ngang, một chiếc kia anh kia ảnh thả trôi ảnh cũng quay lại đó. Trên đây có một chiếc đang xuống nữa các bạn. Cái này là quay ngang bích sông luôn. Anh xe cứu khi ta chi các bạn cũng đang ủi phà ngã ba Tắc Cậu nha.
sau đợt thì chỉ chở dây thôi ha. Ra lên một cái là rung lên đất luôn á. Ra thêm một chiếc nữa các bạn. Chiếc nữa nè, trời ơi không đạp với kìa. Cái này là buổi trưa gần đầu giờ chiều đúng không ạ, những chiếc tàu khởi hành rất là đông rồi. Tới con mé kinh khủng nè. Rồi chiếc tàu này bo cua các bạn, trời ơi bo ôm quá sát các bạn ơi, bo nghiêng mình luôn nha. Đây là chiếc tàu, cái nó còn rất là nổi các bạn, mũi khá là cao ha. Buổi trưa này tàu đi rất là nhiều các bạn, rất là đông luôn, phải nói là cách một phút là có một chiếc đi nối đuôi nhau các bạn. Có những chiếc tàu thì chưa lấy nước đá nữa các bạn, lấy nước đá xong rồi cách ngày mai đi. Chưa ra khơi.
có chạy trong chợ. Tàu này đang hiện tại trong bến mà đang lui ra các bạn. Đây là chiếc tàu cá đang chạy từ hướng ngoài sông Cái Lớn vô Tá Cậu nha các bạn. Mấy anh kia thì đang đi ra ngoài biển, còn anh này thì đang vô. Này sẽ đi vô lấy đồ các bạn. Khá là khủng mà. Tàu các bạn ơi, mấy chiếc tàu này tàu điện các bạn. Cái này là khởi động cái dàn đèn lên, phải nói là khá là khủng các bạn ơi. Hiện tại thì buổi trưa nắng mà đèn sáng rất là sáng các bạn. Tắt máy đèn rồi đó các bạn. Tàu này là chuyên đánh các loại cá như là cá ngừ đại dương rồi các bạn, đi ngoài đảo xa. Quá dữ.